Mình làm cái clip ngắn này để hướng dẫn các bạn về một cái cách khắc phục trong bài Sunflower mà có khá là nhiều bạn thắc mắc cũng như đặt câu hỏi ở trong group. Đó là cái ngón tay của bạn nó bị ngắn, cho nên thành ra là cái phần điệp khúc ấy, cái đoạn mà phải tapping này. À, cái đoạn như thế nó cũng kéo cũng khá là dài. Thì vấn đề của các bạn đó là cái ngón tay nó ngắn. Thay vì các bạn bấm hợp âm pha trưởng bình thường như này, thì các bạn phải bấm như thế này ở trong bài. Tuy nhiên cái ngón cái của bạn ngắn quá, các bạn không thể nào các bạn vươn lên được để kẹp được như này. Và nếu như các bạn vươn lên kẹp như thế thì những cái dây này nó bấm nó sẽ bị rẻ. Thì cái clip này mình sẽ có một mẹo cho các bạn ở cái khắc phục cái bài này. Đó là bạn bấm hợp âm pha trưởng như bình thường các bạn tập. Đây, nó như là son trưởng này. Đấy, và khi các bạn lên la thứ ở trên này, các bạn không ở nơi đây nữa mà các bạn sẽ về đây. Lên la thứ ở thế tay 1. Đấy, và ở hợp âm la thứ ở đây chúng ta vẫn slapping được bình thường. Nhưng mà tiếng nó nghe nó hơi khác so với vị trí trên này thôi. Đây là vị trí theo như bài Betty đánh cũng như các bạn hướng dẫn bây giờ là như thế này. Còn mình sẽ muốn các bạn về đây dành cho những các bạn tay ngắn ở đây. Nó vẫn ra được tiếng slapping, tuy nhiên nó cũng có thể nó bị dính hai cái dây buông này. Nó có thể có sẽ bị kêu và tiếng slapping nó không rõ ở cái dây thứ hai này nữa. Dây thứ hai này mà nó chỉ còn rõ ở dây thứ nhất này thôi. Bởi vì là cái dây thứ nhất này đang là dây buông. Khi mà chúng ta bấm ở đây thì chúng ta sẽ có hai dây này là dây buông. Chính vì thế chúng ta slapping được rõ hai cái tiếng dây này bởi vì chúng ta đập vào ngăn 12. Còn khi ở đây thì cái dây thứ hai này nó đã bấm vào ngăn thứ nhất rồi. Nên thành ra ở đây 12 nó sẽ khó kêu. Đây. Nó vẫn kêu được. Nếu như các bạn biết cách làm đúng và các bạn slapping một cách bài bản, chuẩn xác thì nó vẫn ra. Đây là một cách khắc phục và đoạn tapping, đoạn slapping của nó sẽ như sau. Pha trưởng này. Tự như thế, các bạn chỉ việc thay cái vị trí ngón cái, đó là ngón trỏ, bạn dịch lên, mới bạn về la thứ. À, khi cái đoạn mà chúng ta phải slapping hai chỗ đó là 12 và 19, thì các bạn thay vị trí số 19, bạn sẽ còn là 12 thôi, bởi vì là khi bấm như này, thì cái thật là cái 19 này nó khó, khá là khó đánh. Đấy, nghe nó không rõ lắm, thì các bạn đánh hai lần 12 thì nó cũng chả sao cả. Đây. Nếu mà các bạn đánh được 19 mà nó nghe nó rõ thì càng tốt thôi. Đấy là cách mà để chúng ta khắc phục được cái bài này với những các bạn tay ngắn như thế. Đây là một cách mình share cho các bạn. Các bạn cảm thấy nó hay, nó hợp lý hay là các bạn có một cái cách gì khác đấy nó khả quan hơn thì các bạn có thể share lên cho mọi người cùng tham khảo. Ok, clip đây là kết thúc.